Những ai đã nhìn thấy bông bần dù chỉ một lần thôi thì sẽ đều phải công nhận rằng thứ bông dại được trổ ra từ cây dại nhưng lại mang một vẻ đẹp tới nao lòng. Bông bần khi mới nhú thì chỉ có cái nụ nhỏ nhỏ tròn tròn có màu xanh mướt xen chung với màu xanh của lá. Khi nụ bông vừa hé sẽ khoe ra những cánh bông nhỏ hình sợi nhuyễn có màu hồng hồng nằm nép vào nhau e ấp. Rồi một ngày kia, khi cánh bông đã ngậm đủ sương đủ nắng của đất trời, sẽ bung nở ra thành những chùm bông trắng trắng hồng hồng nằm rung rinh trong nắng. Rồi đu mình theo cành lá, đợi có gió thổi qua là những sợi bông nhỏ nhỏ tự mình thả trôi theo gió để hòa mình vào làn nước sông mát rượi của quê nhà. Những ai đi xa mới biết cảm giác nhớ quê nó quay quắt tới cỡ nào. Nhớ con sông ngày xưa dãy vùng tắm mát, nhớ gốc bần già đã trải biết bao kiếp người, nhớ chiếc xuồng nhỏ ngày xưa ta vẫn thường bơi dọc bờ sông hái bông bần, trái bần về cho má nấu món ngon. Những đứa nhỏ ngày xưa nay đã lớn, trở lại quê hương vẫn bơi xuồng thuần thục như chưa hề có ngày xa cách. Gốc bần già vẫn đúng dịp trổ bông như chờ đợi người về. Những nụ bông xinh xinh nhỏ nhỏ tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ và xà xuống nằm đung đưa trên mặt nước để bàn tay người tha hồ mà hái. Có mấy đứa trẻ con tuy chẳng được sinh ra ở nơi này nhưng hình như do gốc gác cha mẹ ở đây nên dù lần đầu nhìn thấy bông bần thì đã mê, đã thích rồi ôm rổ chạy theo người lớn hái bông bần ở giang sông bằng tất cả sự say mê và yêu mến. Đứa trẻ bây giờ và đứa trẻ của ngày xưa tuy cách nhau mấy chục năm nhưng sự hồn nhiên trong trẻo thì vẫn vẹn nguyên, chưa bao giờ thay đổi. Anh em mấy khi mới có dịp về quê cùng nhau sum họp, mỗi người phụ nhau một chân một tay để nấu lên món ngon quê nhà. Trong đó nhất định phải có món gỏi bông bần chở mang nhiều ký ức. Có mớ tép bạc đất ngon thì đem xỏ sâu que dừa, rồi nướng trên lửa than cho chín hồng thơm phức. Sau đó thì lột vỏ để riêng. Miếng thịt ba rọi luộc chín thì sắc mỏng. Còn mớ bông bần vừa hái thì đem rửa rồi lặt lấy phần cánh bông để riêng. Bóp nhẹ cái đài bông, sau đó gỡ phần cánh bông ra. Những sợi nhỏ có màu hồng đỏ pha trắng, đẹp mắt lắm. Nhà đông người nên công chuyện xong mau mà cũng vui vẻ xôm tụ hơn rất nhiều. Bỏ các nguyên liệu vô xửng, có bông bần, tép nướng, thịt luộc, mấy miếng khế chua, sau đó nặn chanh vô, nêm gia vị, rau thơm, ớt sắc. Xong rồi thì trộn hết lên cho đều mới đơm ra chung với bánh phồng tôm, nước mắm chua ngọt và đặc biệt là mắm sống đã được trộn vừa ăn. Ta nói món gỏi bông bần hoàn thành xong nhìn vô cùng bắt mắt, đẹp đẽ và cứ như thấy được cả quê hương ở trong đó vậy. Những cánh bông bần dài nhuyễn mong manh có màu hồng đỏ tươi thắm, con tép nướng đỏ au, miếng thịt ba rọi bóng mỡ, màu rau xanh, đậu phộng giòn. Tất cả các nguyên liệu kết hợp hài hòa cùng nhau giúp nâng tầm cái vị quê, cái tình quê càng thêm sâu lắng. Bữa ngon miền sông nước dọn lên có điểm nhấn là dĩa gỏi bông bần vừa ngon lại vừa đẹp. Gắp miếng gỏi để lên cái bánh phồng tôm, thêm con mắm sống rồi bỏ vô miệng nhai. Ta nói sao mà nó ngon, sao mà nó thấm đượm quá chừng quá đỗi. Cái bông bần nó không ngọt mà nhai trong miệng nghe đậm vị chát, quyện cùng gia vị chua chua ngọt ngọt, thêm cái đậm đà tự nhiên của tép, của thịt. Và đặc biệt là cái mặn mòi của con mắm nhà quê. Tất cả các thứ đó, tất cả những chua chát, mặn ngọt cùng hòa quyện vào nhau,
để làm nên cảm nhận đặc biệt ngon lành của vị giác con người.